Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ sáu ngày 31 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Hai tỉnh Hưng Yên và Nghệ An ký kết chương trình hợp tác phát triển. Giao ban công tác nội chính quý 1. Kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm. Huyện Khoái Châu chấn chỉnh dạy thêm học thêm và các khoản thu đóng góp. Cháy xảy ra tại một nhà dân ở thôn 13, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Bắt thêm 2 bị can trong vụ án giả mạo trong công tác và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, trên cơ sở truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tình cảm đặc biệt gắn bó giữa tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác Hồ và tỉnh Hưng Yên, quê hương thân mẫu của Bác, chiều qua tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Thường vụ tỉnh ủy hai tỉnh Hưng Yên và Nghệ An tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên và đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thay mặt Ban Thường vụ hai tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển giai đoạn 2023-2025. Cùng dự về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư tỉnh ủy. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chào mừng đoàn công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An đến với quê hương thân mẫu Bác Hồ. Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cũng giới thiệu khái quát về mảnh đất con người Hưng Yên, những thành tựu mang tính đột phá của tỉnh thời gian qua và một số định hướng phát triển chiến lược của tỉnh thời gian tới. Đồng chí cho rằng giữa hai tỉnh có nhiều điểm chung, nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực có thể trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Chúng tôi nhận thấy hai tỉnh ta có nhiều điểm tương đồng, nhiều nội dung, lĩnh vực có thể trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, nhất là những cách làm hay, các mô hình sáng tạo hiệu quả trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trong hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hợp tác về phát triển sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm, hợp tác trong công tác thu hút đầu tư, phát triển đô thị và hợp tác trong cải cách hành chính, đặc biệt là chuyển đổi số. Tôi tin tưởng rằng sự gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và ký kết biên bản hợp tác giữa hai địa phương, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta và Hưng Yên là quê hương của thân mẫu của người, sẽ mở ra một chương mới, nâng tầm mối quan hệ gắn bó bền chặt tình cảm đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương, đồng thời cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cả hai địa phương chúng ta, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Chúc mừng những thành tựu nổi bật của tỉnh Hưng Yên thời gian qua, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho rằng sự hợp tác giữa hai tỉnh sẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển. Đặc biệt, Nghệ An có thể tham khảo học tập Hưng Yên về thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển đảng trong doanh nghiệp. Chúng tôi rất là ấn tượng bởi cái cơ cấu kinh tế của Quảng Trị bây giờ, cả công nghiệp dịch vụ đã chiếm gần 93%. Nó khẳng định đây là một tỉnh công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng cái năm vừa rồi đấy còn chỉ đạt đến 13,4%, đứng thứ 5 của cả nước và thứ nhất trong khu vực. Thu ngân sách thì có được bứt tốc đặc biệt đó, đến hơn 50.000 tỷ, hơn gấp đôi tỉnh Nghệ An. Thu nhập bình quân đầu người còn chỉ 102 triệu đồng trên người, cùng gấp đôi tỉnh Nghệ An. Và các công trình về đích nông thôn mới là cách đây 3 năm rồi, những con số và những thành tựu rất ấn tượng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An thì trân trọng chúc mừng những cái thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên của các đồng chí đã đạt được trong thời gian vừa qua. Thưa tất cả các đồng chí, chúng tôi nhận thức tỉnh Nghệ An và tỉnh Hưng Yên dù có khác nhau về vị trí địa lý, khác nhau về điều kiện tự nhiên, điều kiện dân cư, rồi là điều kiện về xã hội, nhưng chúng tôi nghĩ lịch sử này, truyền thống này, văn hóa thì có nhiều nét tương đồng và cùng có những sợi dây liên kết, có truyền thống cách mạng, rồi truyền thống khoa bản hiếu học nổi tiếng, và hai cái mảnh đất này thì cũng là mảnh đất địa lý sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, danh nhân văn hóa, rồi chí sĩ nữa. Những cái sợi dây liên kết đó cho thấy cái việc chúng ta ký kết hợp tác hôm nay
là một việc làm quan trọng và thiết thực có ý nghĩa. Tại hội nghị, hai đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Nghệ An chia sẻ một số kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội cũng như đóng góp ý kiến vào các nội dung hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Chúng tôi phấn đấu là hết năm 2024 thôi là chúng tôi sẽ đạt 100% các xã là về đích nông thôn mới nâng cao. Và năm 2025 là dự kiến sẽ trình Thủ tướng công nhận là tỉnh nông thôn mới nâng cao. Tại các xã thì chủ trương từ nhiệm kỳ 2015 rồi 15-20 thì cũng đã cho 5 ha cho các xã để đấu giá đất để lấy cái nguồn xây dựng nông thôn mới. Toàn bộ cái đầu tư công trung hạn của chúng tôi nhiệm kỳ 21-25 chúng tôi khoảng 53.000. Thì riêng cái này thì tập trung chủ yếu giao thông. Cái công tác an sinh xã hội phấn đấu để làm sao đến năm 2025 thì cái tỷ lệ hộ nghèo của tôi khoảng dưới 0,5%. Và phấn đấu là không còn hộ nghèo. Thời gian vừa qua thì Nghệ An cũng có một số những cái đổi mới trong cái thu hút đầu tư. Thứ nhất là chúng tôi chuyển từ cái thu hút đầu tư theo cái diện rộng, tức là tổ chức các cái diễn đàn các hội nghị, thành cái phương án là thu hút đầu tư tiếp cận theo cái là thông qua các cái nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Để mà thực hiện cái thu hút đầu tư chúng tôi có cái công thức năm sẵn sàng. Cái điều kiện đầu tiên là sẵn sàng về quy hoạch. Cái sẵn sàng thứ hai là sẵn sàng hạ tầng kết nối. Cái sẵn sàng thứ ba là sẵn sàng về mặt bằng. Thứ tư mà chúng tôi sẵn sàng là sẵn sàng nguồn nhân lực. Cái số năm mà chúng tôi sẵn sàng ấy, đó là cải cách các thủ tục hành chính và sẵn sàng hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Hiện nay cái lĩnh vực mà Nghệ An đang tập trung ấy, đó là cái lĩnh vực sản xuất điện tử. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh giai đoạn 2023-2025 gồm 5 nội dung theo nguyên tắc tương trợ lẫn nhau trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và trên tinh thần tự nguyện. Sáng nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý 1 năm 2023, quán triệt nội dung cuốn sách kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chủ trì ở điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quý 1 năm 2023, các ban nội chính cả nước đã xử lý gần 8.500 đơn thư. Phạm tội về tham nhũng cả nước đã khởi tố với 512 vụ án với 1.282 bị can. Trong đó, số vụ án có cán bộ đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 225 vụ với 835 bị can. Trước đó, đến tháng 8 năm 2022, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đều đã hoàn thành việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023, Ban Nội chính các cấp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cho công tác phòng chống tham nhũng theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tăng cường giám sát, thanh tra ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, khắc phục tình trạng tham nhũng vặt, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, làm việc đúng nguyên tắc, tích cực khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai. Đã có dấu hiệu tội phạm là phải khởi tố, điều tra và kết luận có tội là phải truy tố xét xử. Hội nghị được nghe quán triệt nội dung cốt lõi cuốn sách kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuốn sách truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và của đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc chiến không khoan nhượng với tham nhũng, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ, không vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai, qua đó củng cố thêm bản lĩnh, niềm tin, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn cho công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao là 12.000 tỷ đồng. Đến ngày 28 tháng 3, số vốn đã giao là trên 8.400 tỷ đồng. Các cấp trong tỉnh đã cơ bản thực hiện giao kế hoạch vốn chi tiết cho các công trình dự án. Số vốn còn lại là 3.600 tỷ đồng dự kiến phân bổ cho hai dự án quan trọng quốc gia và các dự án khởi công mới sau khi hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định. Qua 3 tháng triển khai thực hiện, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn thấp so với kế hoạch vốn được giao.
Đến thời điểm ngày 18 tháng 3, toàn tỉnh giải ngân được 732 tỷ đồng, đạt 6,1% so với kế hoạch, thấp hơn trung bình chung của cả nước và cùng kỳ năm ngoái của tỉnh. Trong đó, nguồn vốn cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt 2,9% kế hoạch, nguồn vốn cấp huyện quản lý giải ngân đạt 3,4% kế hoạch. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do tiến độ trình thẩm định quyết định đầu tư dự án khởi công mới năm 2023 còn chậm, nguồn thu từ tiền sử dụng đất của các địa phương trong kế hoạch vốn năm còn khó khăn. Cùng với đó là tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng một số dự án chậm, giá vật tư xây dựng tăng cao, ảnh hưởng chung đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, để nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đã được phê duyệt, tạo tiền lệ xấu và gây khó khăn trong thực hiện các giai đoạn tiếp theo. Các sở, ban ngành, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra đôn đốc và giám sát hiện trường, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ theo quy định. Từ đó phấn đấu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tiếp theo. Chiều 30 tháng 3, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự lễ xuất quân của câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân lên đường dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp hạng nhất quốc gia năm 2023. Câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân tiền thân là câu lạc bộ Phú Hiến, được thành lập từ tháng 4 năm 2018. Năm 2022, câu lạc bộ kết thúc mùa giải với vị trí lọt top 5 giải hạng nhất quốc gia. Bước vào mùa giải năm 2023, câu lạc bộ sẽ tham dự giải hạng nhất quốc gia năm 2023 và cúp quốc gia 2023. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Mauro Geronimo và vẫn giữ nguyên bộ khung là lứa cầu thủ trẻ sinh năm 2001-2005, trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF Bộ Công an. Những cái tên đáng chú ý của đội có thể kể đến như Huỳnh Công Đến, Võ Nguyên Hoàng, Trần Ngọc Sơn, Đào Văn Trưởng, Võ Anh Quân, Tẩy Văn Toàn, Nguyễn Thanh Nhàn đã có những đóng góp trong màu áo của các đội tuyển quốc gia như U19 Việt Nam, U20 Việt Nam. Tại lễ xuất quân, câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân cũng ra mắt biểu trưng mới, áo đấu mới của câu lạc bộ tham gia mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2023. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho một số cầu thủ của câu lạc bộ có thành tích xuất sắc. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 là thời điểm tiến hành tổng điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên phạm vi cả nước. Hiện Cục Thống kê Hưng Yên đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho cuộc điều tra, thu thập thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 10.000 doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng điều tra thu thập thông tin, trong đó điều tra chọn mẫu chuyên sâu với khoảng 1.800 doanh nghiệp, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, vận tải, xây dựng. Số liệu thu thập từ điều tra phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của tỉnh. Cuộc điều tra lần này tiếp tục sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Toàn tỉnh huy động khoảng 80 điều tra viên và hơn 60 giám sát viên trong khâu thu thập thông tin tại địa bàn. Thời gian điều tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và phấn đấu đến hết tháng 5 năm 2023 sẽ hoàn thành. Ngày 31 tháng 3, tỉnh Hưng Yên đã đạt 99,8% số thuê bao đạt chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về dữ liệu thông tin di động. Qua đó, đảm bảo tiến độ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Tại phòng giao dịch của VNPT Hưng Yên, khu vực 2, thuộc địa bàn huyện Văn Lâm lúc 11:30 ngày 30 tháng 3, nhưng chỉ có duy nhất một công dân đến thực hiện bổ sung thông tin cá nhân theo thuê bao di động của mạng Vinaphone. Tương tự trong buổi chiều ngày 31 tháng 3, ngày cuối cùng, các thuê bao chưa hoàn chỉnh 5 trường thông tin gồm họ và tên, số điện thoại, quê quán, số định danh cá nhân và ngày cấp số căn cước công dân trước khi các nhà mạng thực hiện khóa một chiều. Đối với Vinaphone chúng tôi đã quán triệt đến 100% nhân viên kinh doanh, các cửa hàng, điểm giao dịch và các điểm ủy quyền
không thực hiện bán SIM kích hoạt sẵn ra thị trường đến tay khách hàng. Thuê bao phát triển mới thì chúng tôi yêu cầu là phải có thông tin trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thì tới thời điểm hiện tại là chúng tôi về cơ bản là đã chuẩn hóa thông tin theo cái dữ liệu là chưa trùng khớp, thì hiện tại là đã xử lý được khoảng hơn 90%. Qua rà soát, ba nhà mạng kinh doanh dịch vụ viễn thông di động chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gồm Viettel, Vinaphone và Mobilephone hiện có trên 1.470.000 thuê bao. Trong đó, số thuê bao tính đến hết ngày 31 tháng 3, toàn tỉnh Hưng Yên đã thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động vào dữ liệu quốc gia là 1.467.000 thuê bao, đạt tỷ lệ 99,8%. Được biết, các thuê bao hiện chưa chuẩn hóa dữ liệu chủ yếu là SIM số sử dụng data trên các thiết bị đầu Android và iPad nhằm khai thác sóng 3G và 4G với đặc điểm khó nhận tin nhắn và thông tin di động của nhà mạng. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2023, các nhà mạng viễn thông phải thực hiện khóa một chiều các thuê bao chưa cập nhật đầy đủ thông tin theo Nghị định số 49. Đến ngày 15 tháng 4 năm 2023 sẽ tiếp tục khóa dịch vụ hai chiều và sẽ thu hồi số thuê bao từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 nếu khách hàng vẫn không bổ sung điều chỉnh thông tin kịp thời. Sau sự việc thu đóng góp từ học sinh không phù hợp tại trường tiểu học Tân Dân, các trường học trên địa bàn huyện Khoái Châu đang tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm và thực hiện các khoản thu đóng góp từ học sinh. Sau vụ việc tại trường tiểu học Tân Dân, trường tiểu học An Vĩ đã tổ chức họp với các giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường, kịp thời nắm bắt tâm tư của phụ huynh về hoạt động thu chi, giải đáp thắc mắc băn khoăn, đồng thời tiếp tục quán triệt lại quy trình thu các khoản đóng góp từ học sinh theo đúng quy định pháp luật. Chúng tôi giao kế toán nhà trường sẽ lập dự toán thu góp theo hướng dẫn của các công văn, hướng dẫn của tỉnh, của sở. Và dự toán đó chúng tôi sẽ được thảo luận trong cuộc họp ban lãnh đạo mở rộng của nhà trường. Rồi tiếp theo chúng tôi sẽ thảo luận trong hội đồng sư phạm nhà trường và đưa ra thảo luận ở ban cuộc họp ban đại diện cha mẹ học sinh và xin ý kiến tại cuộc họp cha mẹ học sinh các lớp. Cuối cùng là chúng tôi thông qua hội đồng trường và được đồng thuận mới tiến hành thu góp. Tại trường Trung học cơ sở Đại Hưng, giáo viên chủ nhiệm là người thông báo các khoản đóng góp, cha mẹ sẽ trực tiếp nộp tiền tại bộ phận văn thư của nhà trường. Các khoản thu được công bố công khai và giải thích cụ thể nếu phụ huynh còn thắc mắc. Năm học 2022-2023, trường thu hai khoản xã hội hóa là tiền ủng hộ hoạt động giáo dục để khen thưởng học sinh có thành tích tốt, học sinh vượt khó và vận động kinh phí phục vụ học sinh tham gia các cuộc thi. Với nguyên tắc xã hội hóa trên tinh thần tự nguyện và không cao bằng mức thu, đồng thời không thu đóng góp với những khoản thu không phù hợp hoặc không nhận được sự đồng tình từ dư luận như học tiếng Anh, Victoria, tiền học kỹ năng sống, sổ liên lạc điện tử. Huy động như thế nào đó để nhân dân hiểu rõ và mức độ phù hợp, phục vụ thiết thực cho học sinh, cho con em của nhân dân và đều phải làm rõ ràng, minh bạch. Còn riêng đối với những học sinh mà gia đình hoàn cảnh khó khăn, cận nghèo hoặc là nghèo thì ngoài cái việc chế độ chính sách miễn giảm thì các cái khoản xã hội hóa này nhà trường không huy động. Các khoản thu chi khi đã được đưa ra bàn luận thống nhất giữa nhà trường, phụ huynh cũng như bên xã, chúng mình đều được bên giám hiệu nhà trường là đưa về ở bên kế toán thu, chứ không các cô giáo chủ nhiệm hay là không phải một thầy cô nào trực tiếp thu cả. Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra hoạt động thu chi tại trường tiểu học Tân Dân trong năm học 2022-2023. Sau khi có kết quả sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Dự kiến trong tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu sẽ tổ chức 3 đoàn kiểm tra hoạt động thu các khoản đóng góp từ học sinh tại tất cả các cơ sở giáo dục, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân vi phạm nếu có. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, tại thôn 13, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang đã xảy ra vụ hỏa hoạn, tuy không gây thiệt hại về người, nhưng tài sản cháy của người dân ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Đám cháy được phát hiện tại quán cơm Huynh Đệ, xã Nghĩa Trụ, sau đó lan sang hộ gia đình ông Ngô Quang Nguyên và quán sửa chữa điện thoại Toàn Anh bên cạnh. Thời điểm xảy ra vụ cháy, quán cơm đang đóng cửa và không có khách. Hậu quả, toàn bộ tài sản trong quán cơm bị thiêu rụi hoàn toàn. Hộ gia đình ông Nguyên và cửa hàng điện thoại Toàn Anh bị thiệt hại nhiều tài sản như TV, điều hòa, máy tính cùng nhiều thiết bị khác.
Sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để tiến hành chữa cháy. Đến khoảng 11 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bắt tạm giam thêm 2 bị can trong quá trình điều tra mở rộng vụ án giả mạo trong công tác và nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8902S và 8905D. Đó là các bị can Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc trạm 8905D, nguyên là đăng kiểm viên bậc cao trạm 8902S, Cao Xuân Sang, đăng kiểm viên bậc cao trạm 8902S. Trước đó, ngày 23 tháng 2 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên 8902S có địa chỉ tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8905D có địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với 7 bị can để điều tra.